duy tâm. Một ngôi trường, một khung tâm sâu, giữa đận trời Đà Nẵng, một tâm hồn thuần khiết nhân văn của người thầy cùng tuổi trẻ sinh viên. Duy Tân đã đi qua những tháng năm vất vả, bỏ lại phía sau những giây phút thăng trầm, giữa thành phố anh hùng sáng lên ngôi trường mới vững bước đi lên. Duy Tân từ ngôi trường này giữa khung tuổi miền Trung vỗ cánh bay xa khắp mọi miền đất nước, bay cùng bầu trời tri thức bao la, nuôi lớn những ước mơ khát vọng tương lai. Duy Tân một ngôi trường, một khung tâm giao, sâu nặng ơn thầy thiết tha tình bạn. Một ngôi trường ta yêu ta quý, ngày mai có đi xa vẫn nhớ về nơi ấy. Mảnh đất trong người đại học Duy Tân. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Duy Tân khúc tâm giao qua phần trình bày của nam ca sĩ Phú, nhằm chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập trường Đại học Duy Tân, 11 tháng 11 năm 1994, 11 tháng 11 năm 2021. Chúc cho trường ta mãi mãi giữ vững thương hiệu Duy Tân. Duy Tân một ngôi trường, một khung tâm giao, giữa đận trời Đà Nẵng, một tâm hồn thuần khiết nhân văn của người thầy cùng tuổi trẻ sinh viên. Duy Tân đã đi qua những tháng năm vất vả, bỏ lại phía sau những giây phút thăng trầm, giữa thành phố anh hùng sáng lên ngôi trường mới vững bước đi lên. Duy Tân từ ngôi trường này giữa khung ruột miền Trung vỗ cánh bay xa tới mọi miền đất nước, bay cùng bầu trời trí thức bao la, nuôi lớn những ước mơ khát vọng tương lai. Duy Tân một ngôi trường, một khúc tâm giao, sau nạn ơn thầy thiết tha tình bạn. Một ngôi trường ta yêu ta quý, ngày mai có đi xa vẫn nhớ về nơi ấy. Mảnh đất trong người đại học Duy Tân. Đại học Duy Tân. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn rất nhiều.